Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một loại thuốc tên là Santosin 40W3 của công ty VFC. Thuốc này thì là thuốc đặc trị vi khuẩn gây hại cho cây trồng. Thì trước tiên thì mình xin giới thiệu về thành phần hoạt chất của thuốc, đó là hoạt chất Ronobon. Đặc trị là nó diệt vi khuẩn và diệt một số loại nấm gây hại cho cây trồng. Thì mình trước tiên thì mình cũng xin chia sẻ về một số thông tin về các loại vi khuẩn mà thường hay tấn công trên thực vật. Thì điều kiện mà để cho những vi khuẩn tấn công trên thực vật là khí hậu nắng nóng, mưa nhiều, đặc biệt là có đan xen nhiều cái cơn bão, làm cho cái độ ẩm và cái nhiệt độ nó thay đổi một cách bất thường. Đó là một điều kiện tốt nhất để cho vi khuẩn phát triển. Đối với vi khuẩn thì thường thường là sẽ khó phòng và trị hơn nấm, vì một cây mà khi mà bắt đầu bị nhiễm vi khuẩn rồi đấy thì nó có một cái thời gian ủ bệnh, mà trong thời gian ủ bệnh này thì chúng ta sẽ rất là khó để nhận biết được. Vì vậy khi mà cây bị bệnh nặng rồi á thì chúng ta mới thấy được những cái biểu hiện bên ngoài, thì lúc đó là có thể là chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc là diệt những cái loại vi khuẩn. Thì vi khuẩn mà tấn công trên thực vật á thì nó là những cái vi sinh vật đơn bào, nó không có diệp đục tố, nó không có nhân hoàn chỉnh và kích thước của nó thì thay đổi. Nó có nhiều hình dạng như là hình tròn nè, hình gậy, hình xoắn ốc, và một số loài thì nó sẽ có lông roi để nó di chuyển trong dung dịch. Nhưng mà đối với cây trồng á, thì thường thường á, là vi khuẩn nó có hình gậy và nó có lông roi để di chuyển. Điển hình như một số loài ví dụ như là Arobacterium, Corybacterium, Erquinia, Pseudomonas và Xanthomonas. Khi mà bệnh nặng á, vi khuẩn tấn công mạnh vào trong cây, qua thời gian ủ bệnh rồi bệnh nặng nó phát ra ngoài á, thì những cái vết bệnh lúc đó thì chúng ta mới quan sát được những vết bệnh, và những vết bệnh đã tạo nên những cái khuẩn lạc chứa hàng triệu cơ thể vi sinh vật, và lúc này nó sẽ có những màu sắc đặc trưng. Thì tí nữa mình sẽ đưa ra một số cái hình mà cây bị vi khuẩn tấn công, thì nó sẽ có một số dấu hiệu chúng ta nhận biết. Vi khuẩn á, thường thường á, thì nó sẽ xâm nhập vào cây qua những vết thương ở khí khổng nó, và nó lây lan từ cây này sang cây khác thông qua những cái vết cắn của côn trùng. Thì mình xin trở lại cái sản phẩm Sanosin 40W3 này. Thì Sanosin thì chúng ta chia làm hai cái công dụng chính. Thì thứ nhất là nó ức chế khả năng phát triển của sợi nấm và bào tử nấm. Ở đây thì mình cũng đã chia sẻ ở trên đó, là nó diệt được một số loại nấm gây hại cho cây trồng này. Còn công dụng thứ hai á, là nó diệt vi khuẩn. Thì cái cơ chế mà nó diệt vi khuẩn thì nó diệt như thế nào? Như các bạn thấy trên hình minh họa ở đây, đây là một cái tế bào bacteria cell, có nghĩa là cái tế bào vi khuẩn. Thì thường thường nó có nhiều cách để một cái hoạt chất tấn công vào con vi khuẩn này, ví dụ như stop the process of cell division, có nghĩa là nó dừng cái quá trình phân chia tế bào. Đây là những chuỗi ADN nè, các bạn thấy. Thứ hai nó ví dụ là nó interrupt the enzyme transport of nutrients, có nghĩa là nó ngăn cản luôn những cái enzyme mà nó vận chuyển cái chất dinh dưỡng. Cái cách thứ ba đó là nó là destabilize the cell membrane wall or plasma, có nghĩa là nó phá vỡ luôn cái vách tế bào, cái thành tế bào đó, và cái huyết tương tế bào của vi khuẩn. Như các bạn sẽ thấy thấy rõ ở trên hình này.